cái cô dạy hóa đó là cái cô mà cái môn em sợ, cổ dữ dữ kinh khủng luôn. Cổ bắt em vô toilet lau hết ra, thì em cũng đi vô em lau lau xong bắt đứng chứ đứt đứng trong góc lớp đó, không cho xuống học. Thì lúc đó quê mắc cỡ nhưng mà cũng tức cái đứng khóc luôn cái vậy thôi đó. Rồi xong sau đó là mình có tới kịp để quay cái đó không hay là Dạ lên phải make up lại. rồi mọi người thông cảm không? Dạ có gì, tại vì thực sự em có make up trước rồi nhưng mà cô bắt. Vậy hả? Nha. Rồi. Nhưng mà đó cũng là một kỷ niệm trong cái thời đi học của mình đúng không? Dạ. Để sau này mình có thể mình rút kinh nghiệm hơn, là đôi khi trong những cuộc sống thì luôn luôn có những cái tình huống bất ngờ xảy ra Dạ. và mình nên lường trước nó để mình có xử lý kịp thời. Dạ. Bên cạnh sự trẻ trung, hồn nhiên, phá phách nghịch ngợm của em trong các MV về tuổi học trò á, thì chị cũng thấy là Miu Lê rất là mong manh, rất là yếu đuối, dễ vỡ trong các MV, đặc biệt gần đây là MV